theo quốc lộ 1A về với Ninh Bình, một tỉnh nằm ở cửa ngõ cực nam của miền Bắc. Đi thêm 20 km nữa từ thành phố Ninh Bình là về đến huyện Yên Mô. Từ con đường bê tông nhỏ, hai bên là cánh đồng mênh mông, chúng tôi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ bên lề đường, ngôi nhà của cụ Hà Thị Cầu. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Và ngay bên cạnh tôi là căn nhà của cụ Hà Thị Cầu, người được mệnh danh là nghệ nhân hát sẩm cuối cùng của thế kỷ 20. Và đồng hành cùng tôi trong chuyến đi ngày hôm nay còn có nhạc sĩ Quang Long và chị Thu Hà. Cả hai đều là người rất yêu mến giọng hát của cụ Hà Thị Cầu. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi bước vào để xem cụ Hà Thị Cầu đang làm gì nhé. Bà ra đó khỏe không? Bà dạo này cũng khỏe ạ. Cô vẫn chưa ngủ dậy à? Quá phải không? Lại không phải. 300. Đây là nghệ sĩ nhân dân Hà Thị Cầu. Năm nay cụ đã tròn 90 tuổi. Những làn điệu sẩm cùng giọng hát của cụ là những di sản quý giá còn lại của nghệ thuật sẩm. Cả cuộc đời, cụ Hà Thị Cầu gian truân cùng nghề hát sẩm nay đây mai đó. Và dường như, ngoài hát sẩm và kéo nhị ra, cụ chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Khi chúng tôi đến đây, cụ Cầu đang ốm. Có lẽ cũng vì cái rét tê tái của mùa đông miền Bắc. Chẳng biết từ bao giờ, nghệ thuật hát sẩm đã trở nên quá quen thuộc với mỗi con người Việt Nam. Mỗi chúng ta, ai cũng chỉ có một số phận, và số phận ấy luôn bị chi phối bởi vòng quay của cuộc đời. Một đời người biết bao buồn, vui, sướng, khổ đã được các nghệ nhân từ xa xưa ghi lại trong những làn điệu sẩm. Cho đến bây giờ, cụ Hà Thị Cầu không còn đủ sức khỏe để đi hát nay đây mai đó nữa, mà chỉ ở nhà, khi nào buồn thì nằm lẩm nhẩm những làn điệu sẩm. Có những đêm không ngủ được, dù trời rét đến mấy, cụ vẫn cứ ra sân ngồi hát. Chất dân gian trong cụ Cầu còn nhiều lắm. Cái chất ấy có ngay cả trong những câu nói cho đến giọng đọc thơ của cụ. Dường như kỹ thuật luyến và nhấn đặc trưng của sẩm đã in dấu trong từng câu cụ nói. Con nghe mẹ kể từ khi mới sinh con đã biết gì đau thương. Dọc pháp dày xéo quê hương. Ngày xưa là anh đi bộ đội đóng quân ở Lào, còn chị thì đi Hoàng Sơn bỏ bà ở nhà đi. Vậy là bạn. Căn nhà hiện cụ đang sống cùng con gái và con rể chẳng có mấy đồ đạc. Mỗi khi kiếm được chút tiền đi hát, cụ vội vàng dặn con sửa sang lại nhà cửa, tránh những cơn gió lạnh. Mái tôn này theo mong muốn của cụ Cầu được dựng để cho lịch sự, phòng khi có khách đến chơi và cũng để chắn mưa gió. Bộ bàn ghế tiếp khách được đặt ngoài sân. Trong nhà chỉ có độc chiếc tủ đã cũ, một chiếc tivi, ban thờ và một chiếc giường. Con cụ Cầu được nằm ở gian trong cho kín đáo và tránh rét. Căn nhà của cụ được như bây giờ cũng là nhờ sự giúp đỡ của những người có lòng tốt. Có những người yêu mến giọng hát của cụ đã tặng cụ những vật kỷ niệm đáng giá, nhưng vì kế sinh nhai cụ đành phải bán chúng đi. Nghệ nhân Hà Thị Cầu đã nhận được rất nhiều danh hiệu cũng như bằng khen trong cuộc đời sẩm của mình. Cụ Cầu được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian vào ngày 25 tháng 12 năm 2004 và được Nhà nước Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2008, cụ nhận được Giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng cho những đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý của nghệ thuật dân tộc. Cụ Cầu quý những tấm bằng khen này lắm, luôn luôn treo trên tường. Cụ còn nói với chị Mận, con gái của mình rằng, khi nào đi bệnh viện thì mang những tấm bằng này theo, để không có tiền thì đưa bằng khen cho người ta. Nhưng không hiểu vì sao, nửa tháng nay ốm, cụ lại bắt chị Mận cất hết những tấm bằng khen này đi. Cầm lên! Bản thân chúng tôi không thể tưởng tượng được rằng, nghệ nhân hát sẩm cuối cùng của thế kỷ 20, những gì quý giá nhất còn lại của nghệ thuật hát sẩm, cho đến giờ vẫn sống một cuộc sống đơn sơ như thế này. Nguồn thu chủ yếu của cụ Hà Thị Cầu là từ hát sẩm, nhưng giờ tuổi cao sức yếu, cụ không còn có thể đi hát nay đây mai đó được nữa. Hiện giờ cụ sống bằng số tiền trợ cấp ít ỏi tới mức không thể ít hơn. Còn đâu dựa vào người con gái và con rể, cây ruộng bắt tôm bắt tép nuôi mẹ qua ngày. Bữa cơm của cụ thật đơn sơ, một bát cơm và miếng giò. Ra mà ăn đi con. Vâng ạ. Thì đúng là vợ chồng tôi cũng là ơn, đúng là ơn ơn những các anh các chị ngoài đấy giúp đỡ kinh tế cho bà. Hiện tại có bà giờ sức khỏe thì nó giảm nhiều. Mà về kinh tế thì thôi thì nhờ trông về con và trông xã hội. Thì hiện tại bây giờ là cuộc sống của bà cũng còn bất bình lắm.
không thể là biết được. Kinh tế thì hiếm. Cuộc sống của bà đang âm thầm như thế này, nhỡ một khi là thương bà thì bà tự nhiên bà lại tự hào lên để bà lại khỏe ra nhiều. Đấy. Bà nghĩ lắm, lúc bà nghĩ là tiêu cực của cuộc đời và ta còn thọ còn nhiều lắm. Ta chỉ sợ ta thọ nhiều không có ăn. Đúng là chỉ mong muốn cho bà hàng ngày bây giờ là hàng tháng bà làm sao được có cái chế độ. Chế độ làm sao mỗi tháng bà được cái đôi 300 cho bà đỡ tủi thôi. Thấy có khách đến nhà chơi, cụ vui lắm. Dù rất mệt nhưng vẫn cố ngồi dậy, kể chuyện và hát cho chúng tôi nghe. Cụ giờ đây không còn nhớ được nhiều, ngay cả ngày dỗ tổ nghề hát sầm cụ cũng không còn nhớ nữa, chỉ còn nhớ được những bài hát, có lẽ vì nó đã theo cụ ngày qua ngày, nay đây mai đó suốt 90 năm cuộc đời. Cụ Cầu vừa nhai trầu vừa hát, vừa kể chuyện, tính cụ hay bông đùa, thi thoảng lại cao giọng bắt chước tiếng của người khác. Dù những câu chuyện cụ kể lại không còn mạch lạc và rõ ràng nữa, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy được cuộc đời cụ đã trải qua biết bao gian truân, vất vả. Biết gì mà đau thương giặc Pháp dày xéo quê hương. Hơn nửa thế kỷ qua, gần như chỉ một mình nghệ nhân độc hành trên con đường sầm nhiều gian truân như chính số phận của mình. Cụ Cầu không biết chữ, tất cả những bài hát là được truyền miệng lại. Ấy vậy mà cụ đã sáng tác bài sầm theo Đảng trọn đời, tràn đầy niềm tự hào với sự dẫn đường chỉ lối của Đảng. Mẹ bồng con theo nắng mới con ơi lội suối kèo đèo. Thì kể cho con chuyện ngày xưa bà sáng tác bài theo Đảng trọn đời đúng không ạ? Ôi giời ơi, lâu rồi con ơi. Bà kể cho con chuyện đấy cho con nghe, con chưa được nghe. Không được nghe thì nghe bài hát đi. Thì bà kể cho con bài hát đấy bà viết như thế nào? Mẹ kể từ khi mỗi khi con đã biết gì đâu chưa gặp hát gì. Sao lại viết được những cái bài như thế, những cái lời như thế, hay thế? Còn đi hát mọi nơi. Đấy còn nữa, mà sao tự nhiên là nghĩ được ra được cái lời như thế nhỉ? Này, Bui, thế nhá. Cái ngày mà Bu sáng tác cái đấy, Bu thấy là các anh nhắn nhủ cho các anh bộ đội nó các anh lên đường cho nó thêm nhiều cái tinh thần phải không Bu? Tức là sáng tác như thế là cũng để dạy cho các con biết về cái vất vả của mẹ cha vào lễ mà nghe để kể cho các con nghe. Vậy thì nói rồi, không phải con vậy của mình với con của bài thập ân thì sao? Của các chiến sĩ thì đấy. Và đấy là người, nó cũng á vào với lại bộ đội chiến sĩ. Mẹ kể từ khi mới sinh con đã biết gì mà đau thương giặc Pháp tỏi nó dày xéo quê hương. Đấy là một tổ như thế nào nữa nhỉ? Một tổ giặc Pháp tỏi dày xéo quê hương, bà con mà chết đói mặt đường đầy sông cảnh nhà ta nay bước đường cùng cha đi cầu thờ. Mẹ bồng con theo nắng mưa con ơi lội suối kèo đèo. Hay quá nhọc rồi như này nắng mấy mưa. Nắng mưa lội suối chèo đèo. Nắng mấy mưa lội suối chèo đèo. Đắng cay. Đắng cay tuổi nhục. Phận nghèo xót xa. Phận nghèo xót xa. Vợ lìa chồng. Con phải xa cha. Bơ vơ nào biết. Cửa nhà là đâu. Cửa nhà nào là đâu. Biển nhờ. Biển mấy rời. Ảm đạm mòn màu. Thế nào nó nhỉ, Vui nhỉ? Biển mấy rồi ám nắm một màu trong... Trong gì? Yên này. Ám đạm một màu cha con bồng bế bước mau dặm đường âm mấy thầm cuộc sống tha phương lạc loài đất khách gửi xương quê người mẹ kể ra càng cay đắng xót xa. Trong một cái lần tình cờ gặp nhạc sĩ Thao Giang thì có nói chuyện với nhau thì nhạc sĩ Thao Giang thì lại rất là mong muốn là được phục hồi cái loại hình nghệ thuật hát sầm, bởi vì là chỉ còn có mỗi một nghệ nhân Hà Thị Cầu thôi, nếu mà ta mà không nhanh thì mà cụ mà lại về với cả
ông bà cha mẹ thì chúng ta sẽ mất hoàn toàn một cái loại hình nghệ thuật. Mình thì mình cảm thấy là rất là cảm thương với cả cái hoàn cảnh của cụ. Điều kiện ăn uống như lại chỉ có hai mẹ con thôi. Đây là lần đầu tiên mà tôi về nhà nghệ nhân Hà Thị Cầu trong cái dịp Tết như thế này. Thì cái cảm nhận thì luôn luôn là cảm nhận là như là trở về với một người bà của mình. Như là trở về một người bà của mình, mặc dù gọi bà là bu, gọi bà như là xưng như là mẹ với con, nhưng mà thực ra là trong tâm cảm của mình thì vẫn như là một người bà rất là thân thương, và về thì luôn luôn là cảm thấy đầm ấm. Mặc dù có những giải thưởng và danh hiệu, nhưng cuộc sống của cụ vẫn vô cùng khổ cực. Dù nghề hát sẩm có nhiều gian truân, nhưng cụ Hà Thị Cầu vẫn quyết theo nghề. Cả cuộc đời khó khăn nuôi con bằng nghề hát sẩm, để bây giờ chúng ta, những thế hệ sau này được biết đến một nét đẹp của dân gian, đó là nghệ thuật hát sẩm. Thời gian như ngừng trôi trong căn nhà của sẩm. Chúng tôi chào cụ để ra về khi trong lòng còn bộn bề những suy nghĩ, có những nỗi niềm, có những xót xa và có cả những ánh mắt ngoái lại đầy lưu luyến. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rời khỏi nhà cụ Hà Thị Cầu với một tâm trạng thật khó tả. Vậy là 90 mùa xuân đã đi qua, vậy mà người được mệnh danh là di sản quý giá của nghệ thuật hát sẩm vẫn sống một cuộc sống đầy gian truân và vất vả đến như vậy. Tôi cùng với tất cả những người có mặt trong chuyến đi này đều hy vọng sang năm mới Tân Mão, người nghệ nhân Hà Thị Cầu luôn có sức khỏe để tiếp tục gìn giữ một nghệ thuật quý giá của dân tộc và để có thể nhìn thấy sự nghiệp cao cả mà cụ đã gánh vác đang có rất nhiều thế hệ học trò nối tiếp. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng di sản quý giá của nghệ thuật hát sẩm Hà Thị Cầu sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của mọi người.